Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chết hơn nửa thế kỷ mà Lenin và Hồ Chí Minh vẫn không được yên thân. Con người ta vẫn cho rằng chết là hết, đôi khi không còn là một sự giải thoát, nhưng dường như điều này không đúng với Vladimir Lenin và ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga cũng như của Việt Nam. Bản thân ông Lenin sinh năm 1870 và mất năm 1920. Gần một thế kỷ đã ra đi mà nhân vật này vẫn là đề tài tranh cãi, thậm chí còn gây chia rẽ trong dư luận của Nga và một số nước ở Đông Âu. Tượng của ông thì bị phá rỡ, bỏ nhiều nơi. Thi hài của ông thì cũng chung số phận như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam, đã được những người đồng chí Cộng sản ướp lạnh và đưa vào lăng bất kể di nguyện của các ông ra sao. Nhân 150 năm ngày sinh của Lenin, thành phố Moscow đã phải dỡ bỏ một khẩu hiệu dán vào bức tượng lớn của ông vẫn còn ở thủ đô của nước Nga, đòi dỡ bỏ công trình này. Đây là hình ảnh tấm biểu ngữ đòi bỏ tượng Lenin được chia sẻ trên mạng xã hội của Nga. Theo các báo của Nga, vào hôm 21 tháng 4 năm 2020, một biểu ngữ ghi dòng chữ rất to như sau: đối tượng của giải trừ chủ nghĩa cộng sản, được một số người dán vào bức tượng Lenin cùng công nông binh lính ở Moscow vào tối hôm trước. Chính quyền của Moscow đã phải nhanh chóng gỡ bỏ tấm biển ngữ, theo đài truyền hình Dozhd TV của Nga. Tuy thế, bức hình đã được các nhóm vận động chống di sản chủ nghĩa cộng sản chia sẻ trên mạng xã hội ở Nga rất rộng rãi. Và cho đến nay, nhiều quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ đã tháo dỡ bức tượng Lenin khỏi các nơi công cộng, đập bỏ và hủy. Về bức tượng Lenin tại Moscow, vào năm ngoái, các dân biểu địa phương đã tranh cãi về đề nghị của phái dân tộc chủ nghĩa chống cộng sản của Nga đòi di rời tượng ra khỏi khu vực đang đặt này. Và thi hài của Lenin cũng là một chủ đề gây chia rẽ từ nhiều năm qua trong chính giới và dư luận tại nước Nga, với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đa số người dân cũng muốn dẹp bỏ, nhưng cũng rất nhiều người muốn giữ lại. Đây là hình ảnh thi hài của Lenin được ướp lạnh và bảo quản trong lăng tại Moscow từ Nga kể từ khi ông qua đời vào năm 1924. Đầu tuần qua, một nghị sĩ của Nga, bà Natalie, nhắc lại lời kêu gọi đã từng được một số nhân vật cấp cao của Nga rằng đã đến lúc cần đưa thi hài của Lenin ra khỏi lăng. Bà Kozlovsky đã nói thi hài trong lăng Lenin ở quảng trường đỏ là di sản đang kéo chúng ta lùi lại quá khứ. Hồi tháng 11 năm 2018, một nghệ sĩ của vùng Petersburg, ông Vladimir Petrov, đề nghị đến năm 2024 nhân 100 năm ngày mất của Lenin thì nên đưa ông ra khỏi lăng và thay bằng một tượng sáp hoặc cao su. Ngay lập tức, quan chức của Đảng, những người Cộng sản Nga của ông Seki Markovic đã phản bác lại và đòi dùng luật hình sự để xử các hành vi xúc phạm tình cảm tôn giáo. Theo ông, nếu coi việc theo chủ nghĩa các Marx Lenin như một tín ngưỡng thì lời của ông Peskov chắc chắn đã xúc phạm các tín đồ và vi phạm tới 2 điều trong luật hình sự của Nga. Nhưng sau đó, theo các báo Nga, không có vụ kiện cáo nào xảy ra, có thể vì các cáo buộc lẫn nhau chỉ nhằm bên ngoài lề của chính trị ở Nga mà thôi. Đảng của ông Markovitch thực sự chỉ ra đây là một tổ chức nhỏ, không uy tín bằng Đảng Cộng sản Liên bang Nga để tổ chức có nghị sĩ trong Viện Duma ở quốc gia Nga. Các nhà bình luận cho rằng đánh giá về thân thế sự nghiệp của Lenin như một nhân vật lịch sử hiện đã tách biệt khỏi Lenin như đối tượng của niềm tin về ý thức hệ. Nói ngắn gọn thì Lenin đã bị chính trị hóa ngay sau khi ông qua đời, và bản thân Lenin trước khi chết đã bày tỏ ý nguyện được mai táng cạnh mẹ ông ở quê nhà, nhưng cuối cùng thì Stalin đã ra lệnh ướp xác ông, đưa vào lăng để làm biểu tượng sống mãi của chế độ Xô Viết. Và điều này cũng lặp lại đối với ông Hồ Chí Minh khi di chúc của ông viết được hỏa táng, nhưng cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ướp xác ông đưa vào lăng ở Ba Đình. Vậy Lenin là ai mà suốt đời và cả thế kỷ qua người ta vẫn đem thi hài của ông, tượng của ông ra để tranh luận và bàn cãi dữ dội như vậy? Đây là hình ảnh lăng Lenin tại quảng trường đỏ Moscow của Nga. Lenin là một người phát triển học thuyết các Marx và Engels. Ông là người đứng đầu chính phủ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga từ năm 1917 cho đến năm 1924 và của Liên Xô từ năm 1922 cho đến năm 1924. Tại Việt Nam, ông được coi là một nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản ông đã phát triển thành công một biến thể của chủ nghĩa Các Marx, được gọi là chủ nghĩa Lenin, Leninist. Học sinh Việt Nam dưới mái trường xã hội chủ nghĩa được dạy là Lenin là vị lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Lenin đã phát triển lý luận Marxist về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và trở thành tấm gương mẫu mực của tinh thần vận dụng sáng tạo học thuyết các Marx vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trong điều kiện cụ thể của nước Nga. Và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng của Lenin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Và điều này cũng thật dễ hiểu vì rất nhiều những cán bộ của Việt Nam cấp cao đã được cử đi học ở Nga, ở Liên Xô trước đây, mà trong đó có cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng đã từng học ở đó hơn 10 tháng. Còn thế giới thì nhìn nhận Lenin như thế nào và biểu tượng của mô hình Cộng sản ưa bạo lực của Nga vào năm 1917. Đây là hình ảnh Lenin thuyết trình trước quần chúng nhân dân lao động ở Petrograd. Trên cương vị người sáng lập nhà nước vô sản đầu tiên trên toàn cầu, suốt đời hoạt động của mình, Lenin trước sau như một ủng hộ áp dụng bạo lực cách mạng như một phương tiện cần thiết và tiên quyết để giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội và chính trị. Sự độc đoán và phi dân chủ đó của ông đã khiến cả những gương mặt lớn cùng lý tưởng như Rosa Luxemburg hay văn hào Maxim Gorky phải kêu trời. Cũng trong thời gian đó, những phần tử ưu tú tinh hoa nhất của giới trí thức Nga truyền thống đã bị cưỡng bức rời khỏi quê hương, mở đầu cho một thông lệ tệ hại ở Liên Xô là chính quyền có thể trục xuất chính công dân của mình nếu cảm thấy ai đó có thể không hợp hoặc không có lợi cho họ. Và đấy cũng là tội của Lenin, người rất thấu hiểu sức mạnh của trí thức nên đã rất mạnh tay với giới trí thức và nền văn hóa truyền thống của Nga. Thế nên, rất có thể đối với Đảng Cộng sản Liên Xô hoặc với cá nhân ai đó thì Lenin từng là thần tượng, nhưng chỉ cần đọc lại một chút những nghiên cứu lịch sử đúng đắn là biết được di sản của Lenin nguy hại như thế nào đối với một phần đáng kể của nhân loại, và hiện nay điều đó vẫn đang diễn ra ở Việt Nam, ngay tại Ba Đình. Và chủ nghĩa cộng sản do Lenin gây dựng được chính những người đồng chí thế hệ sau của ông tại Liên Xô và cả Đông Âu đã phải lên tiếng phê phán, lên án các đối tượng chế độ thực hiện chủ nghĩa cộng sản về mặt cơ cấu tổ chức điều hành, chủ trương chính sách cai trị đã gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, lâu dài cho nhân dân và đất nước. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Cộng hòa Liên bang Liên Xô Mikhail Gorbachev đi qua cây cầu tại Bocklem-Strasser nhân kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, tức là ngày 9 tháng 11 năm 2009, hình ảnh ghi được tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Mikhail Kovachov là Tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô trong chế độ độc tài toàn trị Liên Xô, tức là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, và là vị Tổng thống đầu tiên trong chế độ Cộng hòa Liên bang Nga hình thành sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, đồng thời cũng là người góp phần quyết định cho sự chuyển đổi từ thể chế độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng hòa Liên bang Nga ngày nay. Ông đã phát biểu như sau: "Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Ông Boris Yeltsin, một đảng viên Cộng sản, cũng nói rằng kế nhiệm Mikhail Gorbachev là một vị Tổng thống thứ hai của nước Nga Dân Chủ thì tiếp tục đưa ra phát ngôn như sau: "Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải." Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin từng cầm đầu KGB, một cơ quan tình báo trung ương Liên Xô, cũng từng tuyên bố như sau: "Ai tin Cộng sản là không có cái đầu, ai làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim." Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Mikovan cũng đã từng tuyên bố tiếp tục như sau: "20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản là không có cái đầu." Và cuối cùng, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 7 tháng 5 năm 2009, nhân dịp nước Đức kỷ niệm phong trào nổi dậy đòi dân chủ tại Đông Đức Cộng sản vào năm 1989, chống đối cuộc bầu cử gian lận vào ngày 7 tháng 5 năm 1989 tại Đông Đức, bà đã phát biểu như sau: "Chủ nghĩa Cộng sản đã tạo thành con người dối trá." Và bà tiếp tục lên án mạnh mẽ: "Đông Đức đã trở thành một hệ thống nhà tù kiểm soát chặt chẽ người dân nhất thế giới. Tuy nhiên, điều phá hủy được hệ thống vô luân này chính là niềm khát khao công lý và sự thật của người dân Đức. Đó chính là nền tảng cho nền dân chủ. Và chúng ta đã hưởng được tự do và công lý trong 20 năm qua. Hôm nay, chúng ta không thể không muốn quên đi tất cả những bất công đã xảy ra do Cộng sản gây ra. Và bà Thủ tướng Đức Angela Merkel là một người đã lớn lên và trưởng thành trong chiếc nôi của Cộng sản Đông Đức và được rèn luyện đào tạo từ những lòng chế độ độc tài chuyên chế này, và bà rất hiểu điều đó. Và chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là một chủ đề mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã nhiều lần lên án trong suốt thời gian qua. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, tại khóa họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, ông phát biểu như sau: từ Liên Xô cho tới Cuba và Venezuela, bất kỳ nơi đâu chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản được áp dụng, nó đem lại khổ đau, phá hoại và thất bại. Những ai tuyên truyền giáo lý của những ý thức hệ đã mất hết uy tín này chỉ đóng góp vào đau khổ kéo dài của những người dân sống dưới chế độ và hệ thống tàn nhẫn này. Và tại kỳ họp 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, ông tiếp tục nói như sau: gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó đem lại cho tất cả mọi người. Và ngoài ra, tại kỳ họp 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, ông tiếp tục bày tỏ quan điểm xuyên suốt của mình từ hai kỳ họp trước như sau: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì một điều duy nhất, quyền lực và giai cấp thống trị. Và nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ còn nói thêm rằng một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của chủ nghĩa xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội. Kể từ khi đắc cử Tổng thống, 3 lần phát biểu trong Hội nghị Thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cả 3 lần ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đều chỉ trích thẳng thừng và lên án gay gắt chủ nghĩa cộng sản, không hề né tránh hay khoan nhượng và kêu gọi các nước chống lại mô hình này. Và cũng bởi những đau khổ mà chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mang lại cho người dân Liên Xô nói riêng và nhân loại nói chung, mà Lenin, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, đã phải nhận sự ghẻ lạnh, xa lánh của người dân các nước thuộc Liên Xô cũ và cả bộ phận không nhỏ người dân tại chính nước Nga, quốc gia kế thừa Liên Xô. Hơn thế nữa, chính cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa này mà Lenin đã gây dựng đã khiến cho di nguyện cuối cùng của ông cũng không được thực hiện, và thi hài của ông thì bị đem ra trưng bày cho mục đích chính trị. Và sau khi thống kê cái chết đem tới cho hơn 100 triệu người dân trên khắp thế giới vì chủ nghĩa cộng sản, thì đây cũng là một bài học với nhà cầm quyền tại Hà Nội để sớm dẹp bỏ các tượng đài còn lại của Lenin từ Nam đến Bắc và thực hiện hỏa táng thi hài ông Hồ Chí Minh theo đúng di chúc đã để lại cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trước khi ông mất. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020 với bản tin "Chết hơn nửa thế kỷ mà Lenin và Hồ Chí Minh vẫn không được yên thân". Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de.